Đi đâu ấy? Em đi bán củi ạ. Đi bán củi á? Vâng. Đi từ đâu để bán? Em đi lên quán ạ. Củi này thì đi đem đi bán để lấy tiền hay là để làm gì? Em đi đổi gạo. Lấy là cả gạo này à? Cái này thì chắc là được tầm 3 ống à. Thế là được thêm 50.000 với lại 3 ống gạo. Vừa đi thì cháu Lực sẽ vừa ghi một cái thước phim nhỏ nhỏ về đường đi xuống nhà của em Hưng các bác ạ. Đường đi xuống nhà em Hưng thì nó hoàn toàn là bằng đất đỏ ấy. Ôi ai đây nhỉ? Một ôi nhìn giống Hưng. Hưng à? Vâng ạ. Đi đâu ấy? Em đi bán củi ạ. Đi bán củi á? Vâng. Đi từ đâu để bán? Em đi lên quán ạ. Đi lên quán à? Vâng. Đấy, bây giờ là sắp đến quán chưa? Vâng, sắp đến ạ. Sắp đến quán rồi á? Vâng ạ. Đi vừa rồi là từ dưới nhà lên à? Hay vâng là ạ. Từ trong rừng lên? Từ dưới nhà lên. Từ dưới nhà lên à? Vâng ạ. Hãy vác trên mình một cái bó củi và đem đi bán nữa. Bây giờ cháu Đức sẽ đi theo em Hưng xem là em ấy đi tận đâu để bán. Ở nhà là có củi nhiều à hay đem đi bán? Vâng ạ. Cái củi này thì đem vừa đi lấy về hay là đem từ nhà đi? Hôm nọ lấy. Hôm nọ lấy rồi à? Vâng ạ. Thế là hôm nay phơi khô thì mới đem đi bán được à? Vâng ạ. Cái củi này thì đem đi bán để lấy tiền hay là để làm gì? Em đi đổi gạo. Đem đi đổi gạo á? Vâng. Tôi nghỉ rồi à? Từ dưới nhà lên thì tầm bao nhiêu cây? Tầm 5-6 cây. Tầm 5-6 cây à? Vâng. Là toàn lên dốc thôi nhỉ? Vâng, xin kính chào con các bà. Thế là ở nhà là hết gạo rồi à? Vâng. Nhà là không còn một tí gạo nữa mới phải đem đi bán? Không còn nữa thì em mới đi bán. Vác này thì bán được tầm bao nhiêu tiền? Lấy đi đổi gạo mà. Đi đổi gạo thôi á? Vâng. Đi hẳn tầm 5 cây số để lấy một vác đem đi bán của bác ạ. Thế là đi tận chỗ nào để bán bây giờ ấy? Sang bên quán. Sang bên quán bên kia. Đang đi trên đường cũng đang định đi xuống dưới nhà của em Hưng của bác ạ. Thì bắt gặp em Hưng là lấy củi để mà đem đi bán. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hưng xem là em ấy lấy bó củi để đi bán để được bao nhiêu tiền, xem là được đổi ra được bao nhiêu gạo nữa. Cái này thì đem đi đổi gạo thôi à? Thế ở nhà thì không còn gạo nữa à? Thế mày hôm nay là ở dưới nhà là không có ai thuê mình làm cái gì à? Mấy hôm nay thì người ta làm xong rồi không có người thuê nữa. Là không có ai thuê để mình làm nữa? Vâng. Thế là mình lấy... Mỗi hôm đi giúp làm gì thì mới được ăn cơm. À. Thế là mấy hôm nay là dưới nhà là không có ai để mà thuê làm nữa thì mới lấy củi để đem đi bán à? Vâng ạ.
Ông họ thì ở chỗ Lực cũng bắt gặp là em Hưng em ấy đem củi đi bán đấy, nhưng mà củi nhỏ quá là người ta không có mua. Đấy, đợt này thì có vẻ như là Hưng lấy cái củi to hơn. Củi này là hôm nọ là em lấy lâu rồi à? Vâng. Khô này thì người ta mới nó đứt thì nó cháy thì người ta mới lấy. Đốt được cháy thì nó mới lấy đúng không? Vâng. Gọi là khô thì mới lấy đúng không? Vâng. Thế một ngày thì lấy được bao nhiêu bó củi để em đi bán? Một ngày thì em được tầm 2-3 chuyến. Một ngày được 2-3 chuyến á? Vâng. Nhưng mà nó đổi được không được nhiều. Bó củi này thì rơi vào tầm bao nhiêu cân? Được tầm cân rưỡi. Được tầm bao nhiêu cân đấy, bó củi đấy, nặng không? Không. Không nặng đâu à? Vâng, được tầm cân rưỡi. À. Xa thì em vác bó bé. À, nếu mà gần thì lại vác bó to hơn à? Vâng. Cái chỗ này là thường em thường đem củi đi bán hay là như nào? Em thường đi bán ạ. Ta thường đi bán à? Vâng, em đi đổi gạo nhiều. À. Trước bố em còn em cũng mang lên đổi. Trước bố còn là cũng mang lên đây để mà bán? Vâng, hai bố con cùng vác lên. Ồ. Thế là bây giờ là bố không còn nữa thì là một mình em là khác là khác đem củi để đi bán thôi. Vâng. Mấy quán này thì là bán ở quán nào ở trên này ấy? Em bán ở quán bên trên. Quán bên trên à? Vâng. Thế hôm nay là lấy được bao nhiêu chuyến để đem đi bán rồi? Hôm nay chuyến thứ hai rồi. Nay chuyến thứ hai rồi á? Vâng. Thế chuyến đầu là lấy tiền hay là lấy cũng đổi gạo. Cũng đổi gạo á? Vâng. Chuyến đầu thì bó hơn, bé hơn chuyến này à? Vâng. Hay là bằng nhau. Bằng nhau thôi á? Vâng. Thế là đem quán nào để mà bán? Quán này. Quán bên này à? Vâng. Đi xem em Hưng là bán được bao nhiêu. Thế là bán cho bác ở bên này à? Vâng. Đây ạ. Mì chinh lên như rồi. Thế là đem lên trên này để mà bán à? Cho bác vâng ở bên này đúng không? Vâng. Thế thì bán thì xong là anh em mình đem anh em mình còn đi về. Đến đây cũng được à bà? Thế là hôm nay là Hưng lên đây bán được cho bà là bao nhiêu chuyến rồi? Ủa, lúc trước mà bố em vào đây có người vào chuyến luôn nữa, biết đâu, cũng lừ lâu rồi. À, tức còn là tức còn bố em mì cả vẫn mà lừ chơi. Bố em mì không mì ra? Ờ. Nó mà ra? Mà tay bẻ hôn lô này phải chứ cơ. Thế là bà chia sẻ được rằng là trước là bố của Hưng với lại em Hưng của bác cũng thường xuyên là đem củi lên đây bán cho bà. Vâng. Bán để lấy tiền hay là để làm gì nữa không bà? Vâng. Lấy tiền này, lấy gạo này. Lấy tiền lấy gạo à? Vâng. Thế là sáng nay là Hưng dẫn lên đây một chuyến rồi. Vâng. Ừ. Thế là trưa nay là thêm một chuyến nữa. Ừ. Nếu mà củi khô thì là được giá cao hơn củi tươi à bà? Vâng. Củi có hôm nọ thì có lần thì cháu Lực bắt gặp em Hưng là lấy củi lên có bác, nhưng mà củi nhỏ quá thì chắc là bà cũng không có ở và bà cũng không còn lấy thôi, nên là em Hưng lại phải lấy về. Đợt này thì Hưng lấy lên thì lại lấy bó củi là to hơn. 50.000. Được thêm 50.000 à bà? Ừ, lấy 50.000 này. Vâng. Thế 50.000 bán được 50.000 ấy thì có cao quá không bó củi này? Hay là bà thương thì bà cho thôi? Bà thương. Bà cho à? Thế là mọi lần là Hưng lấy bán bó như nào thì mới được 50.000? Bó to hơn nhiều. Bó to hơn nhiều à? Vâng. Trước kia là còn bố cho nên là bán bó to hơn thì mới được 50.000 đúng không? Ừ. Thế có lẽ vẻ như là bác gái cũng cảm thấy rằng là em Hưng trong thời gian vừa rồi thì bố em cũng vừa mới mất cô bác, cho nên là bán được bác cũng cho là nhiều hơn. Đấy, bán xong thì anh em mình đi về đi. Ở nhà thì con mua cái gì nữa không? Không. Không mua cái gì à? Yeah. Cái gì cũng đầy đủ rồi đúng không? Yeah. Củi này thì lấy để đâu bà? Có để đây không? Vâng, để đây cũng được này. Để đây cũng được à? Gạo này. Lấy gạo à? Đuổi cả gạo à?
Thế bà lấy gạo, có gạo à? Biết sao về lấy gạo thì không à, lấy là cả gạo này à bà? Chỗ này thì chắc là độ tầm 3 ống à. Thế là được thêm 50.000 với lại 3 ống gạo. À, thế thì đây, cầm về đi. À, chỗ này nữa à, đây này. Chỗ này là không phải, à, của bà đấy. Đây là của bà thôi à? Ừ, của bà đó, cho con gà ăn rồi. Trộn, à, này là thế là bà vừa nhặt ra à? Ừ. Thế là bà cũng biết hoàn cảnh của Hưng chứ bà? Biết chứ. Biết à? Khó khăn lắm. Hưng thì cũng là hoàn cảnh ở trong thôn thôi, bà ở trong thôn mình thôi. Nghèo cả trong thôn đấy. Nghèo cả trong thôn à bà? Ừ. Thế theo cháu biết thì bảo là còn nợ ngân hàng, nó lại nợ ở ngoài thì khá là nhiều ấy. Không biết đâu, ngân hàng vào nó không biết. À cái đấy thì là... Không biết. À cái đấy chủ thì ngân là... hàng không biết là... Người bao nhiêu không biết. Hỏi ông Sang đấy, ông Sang bảo... À. Không, Sang không biết đâu. Ờ thi á? Thi không biết. Ờ. Thế nhưng mà bà có biết là ông thi nữa à? Được bao nhiêu thôi. Ừ, ông thi đấy. Chủ thi nữa. Vâng. Thế cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Bây giờ thì lấy tiền đi xong là đi về. Đây. Là được là thêm. 50.000. Được thêm 50.000 à? Ừ. Thế với lại thêm, gạo này đúng không? Đúng. Thêm gạo luôn. Thế thì anh em mình bây giờ thì đi về thôi. Cháu ơn bà nhé. Theo em Hưng là đi bán củi đấy cô bác được 50.000 với lại thêm là gạo nữa. Đấy cũng bà cũng thương và bà cũng cho thôi chứ để mà nếu mà cái bó củi của Hưng đem đi bán thì chắc là không có được đến tận là 50.000 đâu, chỉ được tầm 40.000 đổ lại thôi. Hôm nọ là Hưng là lấy như kiểu loại củi này đi bán đúng không? Vâng. Cái củi này đi bán thì hầu như là rất là ít ai mua cho nên là không có được giá cao quá bác. Thế bây giờ thì đi xuống xong mà anh live về nữa nhá. Đấy, bây giờ thì đi xuống nhà thì cho Đức xé cái hình sâu của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức cũng đã cùng em Hưng là di chuyển từ trên chỗ mà em Hưng là hay đi bán củi để mà xuống cái nhà rồi của bác ạ. Phải nói là sau khi mà bố của em ra đi ấy, thì một mình em là tự đi thôi. Cũng như theo bác có chia sẻ với anh rằng là trước là em về bố em là hay đem củi để đi bán à? Vâng ạ. Thế Hưng thì cho anh hỏi là trước bố em đem củi đi bán thì thường là đem củi đi bán để làm gì? Đi bán để mua gạo. Mua gạo à? Vâng. Còn ngoài mua gạo ra thì còn để làm gì nữa không? Mua mì chính với muối dầu ăn nữa. Mì chính muối dầu ăn à? Vâng. Thế là hôm nay là em đem được 2 chuyến củi để đem đi bán à? Vâng. Thế là 5 cây số thì từ đây mà lên đến quán thì đi độ tầm 2 tiếng không? Không đến ạ. Không đến à? Tiếng dưới. Tiếng dưới. Vâng. Thưa cô bác ạ, tại sao cháu được nói là 5 cây số mà đi 2 tiếng ấy thì là em Hưng là em ấy toàn đi lên trên đồi cả thôi chứ không có đi xuống dốc gì cả. Cho nên là vừa vác củi mà vừa đi thì nó sẽ đi chậm hơn và lúc nào mệt thì em ấy lại ngồi nghỉ. Thế như em bác ở gần như này thì em không ra để mà vay xin bác à, xin gạo bác à? Bác cũng không có thì em cũng không dám xin. Bác cũng không có à? Vâng. Thế là có thỉnh thoảng này có ăn cơm ở nhà bác không? Có, lâu lâu thì hộ bác làm gì mới được ăn. Hộ bác làm gì thì mới được ăn hay là mà mới dám ăn, mới dám ăn được đúng vâng. Không? Có thể là em ấy cũng như kiểu là ngại ngùng một chút cô bác ạ. Có thể là trong khoảng thời gian vừa rồi là bác giúp em Hưng khá là nhiều đúng không? Vâng. Về cái phần lo làm ma chay cho bố nữa. Cho nên là em cũng nghĩ rằng là bây giờ mình 16 tuổi rồi, cho nên là lớn rồi, cũng tự biết là đi ra ngoài mà kiếm sống nữa. Ở đây thì không phải là năm nay mà em mới làm những điều này cả cô bác ạ. Còn những cái năm về trước khi mà gia đình mình không có cái gì ấy thì không có tiền nữa cô bác, thì không có biết đi đâu để mà làm công việc gì nữa, là đi lên chỉ biết là lên trên rừng và lấy củi để đi bán thôi. Thế bây giờ thì mấy anh em mình về nhà thôi nhỉ? Vâng. Đấy rồi, em đi về trước đi. Củi này là hôm nọ là em có phải lấy ở dưới sàn nhà em đi bán không? Hôm nọ hả? Lấy cái này đi bán à? Ủa rồi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cũng còn
khá là nhiều củi các bác ạ, nhưng mà những cành củi này để mà đem đi bán ấy thì chắc là không có ai mua đâu đúng không? Thành ra là em mới phải là lên trên rừng để mà lấy củi, những cái cành củi mà nó to hơn trẻ ra thì mới đem đi bán được. Ôi, vừa rồi thì gạo em để đâu ấy, như để xe đúng không? Vâng. Em đi lấy gạo đi. Tí nữa là quên gạo của Hưng rồi các bác ạ. Đi hẳn là 5 cây số thì có vẻ như là bó sáng nay em mới đi đem để đi bán ấy thì là được ít hơn. Không phải là được ít hơn mà là vừa là được ít hơn mà vừa là bó nhỏ hơn các bác. Cái gạo này thì có vẻ như là nếu mà một mình em ăn ấy thì chắc là độ tầm tầm được tầm 3 bữa của bác ạ. Đi lên lên nhà đi, mang lên trên nhà cất đi. À thế là vừa rồi là Hưng định xếp cái này để đi bán nữa à? Những cành củi thì cành củi to hơn các bác ạ, thành ra là bó này thì dùng để làm chiều nay đi bán hay là như nào? Hay là để ngày mai nữa? Chắc là nếu mà tí còn sớm thì em đi bán. Tí còn sớm thì em đi bán à? Đấy, ở đây thì Hưng cũng đi nhặt là ve chai này các bác này. Nhặt là những cái chai nhựa này về để mà cũng đem đi bán nữa. Nói là những công việc nào mà hái được ra tiền thì em Hưng là đều đi làm hết để mà có được những để có được tiền đấy các bác. Ôi, những cánh cửa này như này thì sợ rằng trộm về không đấy? Trộm hết đệm với lại gạo đi nữa. Vâng. Vẻ như là vào trong nhà nhìn là khá là trống trơn các bác ạ. Hôm nọ thì có mua cho em Hưng là một tấm nệm ấy. Thế là cũng là bị trộm rồi à? Vâng ạ. Bị trộm lâu chưa? Trộm hôm nọ. Hôm nọ rồi á? Vâng. Đây ở đây thì em Hưng cũng không có điện thoại ấy. Thành ra là chắn được cũng không có biết tin mà ở nhà là có trộm cả. Thế là gạo này thì là Hưng ăn độ tầm mà bao nhiêu bữa? Hưng thì lấy ra xem nào. Chỗ này bữa, ăn tiết kiệm á? Vâng. Thế là một ngày Hưng thì ăn được tầm bao nhiêu ống? Nếu mà tính theo cái cốc cái cốc kia thì một ngày ăn được một ống không? Hai cốc. Hai một ngày cả hai ngày, cốc à? Cả ngày. Cả ngày là hai cốc à? Vâng. Hai cốc thì không biết là được một bát không? Hơn được không? Được hơn một bát á? Vâng. Thế là những lúc mà em nấu cơm thì là nấu cơm buổi sáng thì để là nguyên cả ngày luôn à? Vâng. Thế là hôm nọ là bị ai trộm gạo đi à? Với vâng. Lại nệm à? Vâng. Thế có vẻ như là hôm nọ có một bao gạo 10 cân thì người ta trộm đi. Người ta trộm đi rồi à? Vâng. Có vẻ như là ngôi nhà của Hưng ấy cô bác này. Nhà bác ở bên kia thì cũng nhìn thấy là không có chó. Bác thì không hay là thường xuyên ở nhà mấy. Và ở bên này thì cũng không có, gọi là không có cái gì che cả. Và ở phần phía cánh cửa ấy thì không, có lực nhìn thấy là cũng không có làm khóa, không có khóa. Không có khóa gì cả. Vâng. Thế từ trước đến giờ thì đã bao giờ làm khóa chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế trước thì có lần nào mà bị mất gì không, đợt trước ấy? Có, trước bữa em ở cũng mất gạo. Trước là bị mất gạo à? Vâng. Thế là hôm kia là bị mất gạo với lại mất nệm. Xong thì là mấy hôm nay thì em mới tích cực là lấy củi để mà đi bán à? Vâng ạ. Thế hôm qua thì có bán được bó nào không hôm qua ấy? Hôm qua có. Qua có à? Vâng. Thế là mấy ngày hôm nay là chỉ nguyên đi bán củi thôi. Vâng. Thế bán củi như rồi, bán củi thì bó vừa rồi thì được tiền cao nhất hay là bằng những cái bó khác? Cao nhất ạ. Cao nhất à? Vâng. Thế mấy cái bó khác thì đi bán thì được bao nhiêu tiền một bó? 30.000, 20.000. 30.000, 20.000 à? Vâng. Thế có vẻ như là bó này là mình dùng để chẻ ra thì nó đẹp hơn à? Vâng. Em chẻ củi ra thì nó đẹp hơn cho nên là được giá cao hơn à? Vâng. Với lại được thêm, thế gạo này là của bó trước chứ? Vâng. Thế là bó trước là đem đi đem bán để đổi được một chút gạo như này à? Vâng. Gạo này thì chắc là rơi đâu đó được tầm được 1 cân các bác ạ. Không đến. Không. Rơi đâu đó thì được 5 ống, 5 ống mới được 1 cân. Để 5. Có 3 ống. Đây là được 3 ống á? Vâng. Thế là vừa rồi cô là vừa rồi bác là cho 3 ống à? Vâng. 5 ống mới có 2 cân.
Thế là nếu mà ống bé thì xấu xấu ống mới được. Thế là trước với lại bố bố con còn ấy thì là hay đi đâu để lấy củi, lấy ở rừng nhà mình hay là lấy ở chỗ nào? Đi rừng bên kia kìa, rừng cây thông kìa. Rừng cây thông bên kia à? Vâng. Thế rừng bên kia là đất của nhà ai? Đất của xã. Đất của xã bên kia. À. Người ta vẫn cho lấy. Người ta cho lấy à? Vâng. Cho lấy nhưng mà lấy cành hay là mình lấy cây của nó? Không được lấy cây đâu, cây to thì không được lấy, cây nào mà nó bé thì được lấy. Ồ, thế là hay ra bên kia để mà lấy củi để mà đem đi bán đúng không? Vâng. Ở chỗ nhà của Hưng các bác thì nó là thuộc dạng ở chỗ thấp nhất rồi. Đấy, nhưng mà cũng rất là may là còn ở đây thì cháu được nhìn thấy là có đầm độ là 15 hộ dân như đấy. Thì người ta cũng đào được xuống. Thế nhưng mà cái con đường mà 21, có 21. 21 hộ à? Ừ. 21 hộ khi mà cháu được đi xuống đấy. Nếu mà trời nắng thì còn là đi dễ dàng. Còn nếu mà trời mưa thì đất ra rất là trơn các bác. Tại vì nó thuộc dạng là cái đất đỏ ấy, cho nên là chỉ cần mưa một chút thôi là rất là trơn rồi, là không thể xuống được rồi. Mặc dù là đường là khá là to đấy. Đã bao giờ mà lấy củi lên tận xã để bán chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế là em chỉ là nguyên lên trên này để mà bán thôi à? Vâng. Nếu mà lên trên xã bán thì giá lại được cao hơn. Vâng, nhưng mà nó xa. Đúng rồi. Từ đây lên xã thì chắc là rơi đó tầm là ít nhất là cũng phải là 15 cây. 15 cây mà lên toàn lên dốc thôi cô bác ạ. À. Không có chỗ nào mà xuống dốc nữa cả. Chỗ nhà của em Hưng ấy. Đến hôm nay thì là cái cuộc sống của Hưng khi mà không có bố của mình ấy, thì là em cảm thấy là thế nào? Dạ. Cuộc khi mà đến thời điểm hôm nay là không còn bố ở bên cạnh ấy, thì cuộc sống của em thì em cảm giác như là thế nào? Có buồn không? Có. Đến bây giờ thì được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Được một tháng chưa? Như là hôm nọ. Từ gần 1 tháng đi, đúng không? Hôm nọ 15 bố mất. 15 âm à? Vâng. Hôm nay thì cũng không biết là bao 15 Tết. 15 Tết thì đúng là 15 âm rồi đấy. Đấy nhưng mà hôm nay là Tết. Bao nhiêu? Thế là cũng rơi đó đâm được 1 tháng rồi. Vâng. Buổi tối đi ngủ thì có bao giờ nằm mơ gặp lại bố của mình không? Có. Có à? Vâng. Thế nằm mơ thì hay thường về mơ về thấy gì? Hưng có thể là chia sẻ cho anh một chút với lại cho tất cả các bác là cùng biết được không? Mơ bố sống lại. Mơ bố sống lại à? Vâng. Đấy, có vẻ như là cái niềm hy vọng và khát khao của em Hưng là được muốn là bố mình sống trở lại. Thì liên tục mà nằm mơ được thường cái giấc mơ như vậy. Nó, bố em chết thì linh hồn còn sang tận nhà chị đời bảo là đau đầu ấy. Hôm bố mất thì đầu bị thủng 2-3 lỗ thì bố sang bên đấy tận bên đấy đợi chị lấy thuốc bôi và thế. Rồi lấy thuốc để bôi á? Vâng. Là chị nằm mơ thấy đúng không? Vâng. Chị là nằm mơ thấy là bố về đòi là lấy thuốc để bôi. Vâng. Đấy, hôm nọ thì xong rồi chị về, xong rồi chị về, xong rồi chị gọi em. Bố, chắc bố làm gì ấy? Chị tự nhiên chị sợ run lên xanh hết cả mặt. Có vẻ như là khi mà người bố của các em ra đi thì cô bác ạ, gặp tai nạn ấy là về đến nhà là chết, là còn không có nhà mát đâu. Cho nên là em Hưng với lại cùng hai chị gái nữa là nhìn thấy thì rất là ám ảnh cô bác ạ. Phải Hưng thì vừa rồi thì cũng có đi xuống tận dưới xuôi để mà làm. Đấy, đi làm công ty đúng không? Vâng. Làm được 2 hôm. Làm được 2 hôm thì cũng nghe là bố của mình là ra đi. Vâng. Thành ra là mới về. Đến lúc về thì cũng không có tiền để mà về đâu bác. Cũng được là các anh với lại con của ông trưởng bản cho. Là cho tiền đúng không? Cho tiền xe về. Làm tiền xe về. Thế xuống dưới đường lớn kia thì ai xuống đón em? Xuống đón anh em về. Sáng 5 giờ anh gì ra đón. 5 giờ ra đón à? Vâng. Đến lúc mà em vừa bước đến nhà đấy thì là bố thì đã ở đây luôn rồi à? Vâng. Là lúc đấy cảm giác như khi mà em nhìn thấy bố của mình mất ấy thì là cảm giác của em là lúc đấy là như thế nào? Cảm giác đấy là em rất muốn nói chuyện với bố một câu nhưng mà bố nói không được. Về thì em cứ định khóc nhưng mà người ta bảo là con trai thì không được khóc.
Xong rồi về thì em dắt cho bố chén rượu với lại thắp cho bố nén hương. Thế xong rồi bảo bố nhắm mắt nhưng mà bố không nhắm. Cũng không nhắm mắt à? Vâng. Xong rồi chị trừ em gái của bố ra cũng không nhắm mắt. Có vẻ như là bố của Hưng là còn một cái điều gì đấy hầu như là chưa thực hiện được các bác. Có thể là cái khoản nợ đó ấy, rằng là bố của Hưng ra đi là không có nhắm mắt. Thế như Hưng hỏi thì có bao giờ mà đêm em đi ngủ đấy, có bao giờ mà một mình mà khóc chưa? Có à? Thế những lúc mà khi mà em về đến nhà đấy, người ta bảo là các bác các chú ấy bảo là em là không được khóc đấy, nhưng mà những cái lúc đấy thì em có trốn đi những cái góc khác để mà em khóc một mình không? Em có. Hôm đấy em về em xem mặt bố, em ngồi dưới kia em khóc. Xong rồi người ta bảo không cho khóc, em không dám khóc to. Không dám khóc to à? Vâng. Chỉ là lúc đấy là mình cái cảm xúc của mình rất là buồn rồi, nước mắt lại rơi xuống đúng không? Vâng. Đấy, có vẻ như là cái cảm giác này thì hầu như là không có ai muốn trải qua cả của bác ạ. Đấy, nhưng mà mình cũng không thể biết được rằng là mình sẽ ra sao. Hôm nay là như thế này, ngày mai thì mình cũng biết trước được là nó là cái điều gì cả. Bố của Hưng thì cũng đi thăm người khác về xong là bị tai nạn. Ở đây thì chắc là có một số các bác có theo dõi sau thì cũng chưa biết là hoàn cảnh của em Hưng của bác. Thì cho phép cho Lực xin được phép tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Đấy, cho anh xin phép là tóm tắt lại cái hoàn cảnh của em một chút cho các bác cùng biết nhé. Em Hưng thì năm nay là được 16 tuổi rồi cô bác ạ. Hồi nhỏ thì là được 2 tuổi là mẹ của Hưng thì đã bỏ đi sang Trung Quốc rồi. Và đến lúc mà được một tay của người bố là nuôi lớn lên, xong đến thời gian vừa rồi thì bố lại cũng ra đi. Đấy, bố ra đi thì cũng còn để lại cho cái món nợ ngân hàng này, cộng thêm ở phần bên ngoài nữa. Đấy, phải nói là nợ rất là nhiều các bác ạ. Ở trong nhà thì không có một con vật gì để mà nuôi nữa rồi. Hầu như là những con vật nuôi của nhà Hưng ấy, thì cũng được là bên ngân hàng người ta về tịch thu đi. Tính ở đây thì tại sao mà tịch thu thì cháu Lực cũng có nói rằng là bên khi mà gia đình mình không có tiền để mà đồng lái đấy, cũng như là nộp tiền gốc ấy, thì là người ta sẽ thu đi một chút. Đấy, chắc chắn là bây giờ hiện tại em Hưng đang là 16 tuổi nên cho nên là chưa có đủ khả năng để mà giả đấy cô bác, nhưng mà người ta sẽ cộng dồn lái cho là đến bao giờ năm mà em 18 tuổi thì đến lúc đấy người ta sẽ về thu hồi lại thêm một lần nữa. Ở đây thì là bây giờ thu hồi về cái phần là đất đai của nhà Hưng, là nếu mà thu hồi ở phần đấy thì là hầu như là không có gì để mà mình canh tác nữa rồi. Bây giờ thì còn là một chút ruộng ấy, nhưng mà cũng không có vật nuôi để mà làm, thành ra là cũng đem đi cho bác để làm, xong là bác chia lại cho Hưng là một chút đúng không? Thế chia lại như này thì một năm thì có đủ ăn không? Không. Không á? Một năm cho 20 cân. Một năm là 20 cân? 20 cân gạo. 20 cân gạo? Vâng. Thế là ruộng nhà em là có ít lắm rồi đúng không? Ít đấy. Bác ở trong ngô. Ruộng đấy nó là giống kiểu đầm ấy. Lấy xong bác trồng ngô. Trồng ngô thôi à? Nghĩa là cũng không có trồng được à? Nếu mà cho nước vào là nó cứ sập xuống. Thì cho nước là nó không ở đúng không? Vâng. Thế là nó thuộc dạng như kiểu là em Hưng vừa nói lên, rằng là nó cho nước vào thì nước nó cứ kiểu không thể là giữ được lại, nó cứ trôi đi. Thế mấy hôm nay thì là không có nệm thì là lại ngủ bằng cái gì? Ngủ bằng cái chiếu. Bằng cái chiếu á? Vâng. Như là hôm nọ là người ta về đến nhà thì chỉ lấy là muối nệm với lại thêm gạo nữa thôi à? Có mất thêm cái gì không? Không ạ. Không mất thêm cái gì hết á? Vâng. Nhưng mà cũng không có biết là ai để lấy à? Vâng. Đã đi tìm chưa? Em tìm cả làng không thấy. Tìm cả làng không thấy á? Vâng. Thế là chứng tỏ là chắc là không có phải là người ở bên này đâu mà. Vâng. Sợ rằng là người ở bên xã khác thôi.
Tại vì là cái chỗ của Hưng ở ấy thì nó giáp danh với lại một xã khác rồi cô bác ạ. Cho nên là cũng không có thể mà nghi được là ai lấy. Tại vì là đi qua khe suối bên kia là có rất là nhiều hộ gia đình người ta ở đấy rồi. Ừ. Đấy, khi mà người ta đã trộm đi là mình không bắt được tận tay, rằng là không bắt được tận tay ấy, là mình không có thể nói được. Tại vì là nếu mà mình nhìn ấy, nó là giống cái màu đệm của mình ấy, nhưng mà sợ rằng là người khác nói một câu và là thí dụ như là chỉ nhà mày mới có nệm này à, đấy chẳng hạn, đấy thì mới không có lấy được, mình mới không có dám nghi ai được. Ừ. Thế thì bây giờ Hưng cất gạo đi đi. Ừ. Cất gạo đi thì hôm nay thì làm những gì thì tiếp tục là làm thêm nữa. Ôi giời, những cái dây điện này thì chỗ này là phải cẩn thận Hưng nhá. Đây này. Đây là hôm nọ nó đứt thì em sửa. Sửa nối lại. Thế chứ nó đứt đến đây mà. Thế một tháng thì xài điện này thì rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền điện? 30.000. 30.000 á? Có tháng thì không đến 30.000. Tháng thì không đây, đến 30.000. Sửa vào nó giật luôn. Đúng rồi. Mình Hưng thì bây giờ chỉ thắp là nguyên cái bóng đèn này thôi đúng không? Vâng. Đấy, có vẻ như là thời gian vừa rồi thì cháu được đi xuống, cô bác này cũng nhìn thấy là em Hưng là sắp xếp đồ đạc cũng rất là gọn gàng rồi. Những cái quần áo em cũng để vào những cái bao tải, những cái túi bóng gọn gàng một chút. Đấy, mặc dù là vào trong ngôi nhà của mình thì nó rất là xộn xệt rồi. Phải nói là ở đây thì đang là không vào mùa mưa đấy. Vâng. Nếu mà vào mùa mưa thì chỗ này là gọi là thủng hết rồi cô bác. Tầm một năm nữa là nó gãy hết rồi. Đấy. Đây kìa. Đúng rồi. Gần đất. Cái này nữa. Mấy chỗ này nữa. Đấy, nhà của Hưng thì nếu mà bây giờ để mà ở đấy thì cũng chỉ được tầm 5 năm nữa quay đầu đâu cô bác. Qua 5 năm là còn không có dám ở đâu ấy. Đấy là... đấy là theo như gọi là anh nhìn nhận chẳng hạn đấy, nhưng mà trong 5 năm đấy thì còn có năm thì là có cơn báo to, còn có đến năm thì là không có báo, thành ra là mình cũng không biết là làm sao để mà lần được. Ừ. Nhưng mà nếu mà trời mưa thì chắc chắn là nhà của Hưng thì dột khá là nhiều, rất chỗ kia ớt hết như nếu Hưng có ớt từ chỗ này lên nếu mà nó mưa ấy. Như Hưng có chỗ kia nữa. Có chia sẻ với cháu Lực rằng là vào trời mưa báo thì không có dám ngủ ở trên sạp nhà đâu, chỉ dám ngủ ở dưới phần dưới nền nhà thôi cô bác. Hôm nay thì đi xuống thì bắt gặp em Hưng, phải nói là cực kỳ là thương em luôn cô bác ạ. Khi mà bố của mình, ôi bác của Hưng thì có vẻ như là bị ốm hay sao rồi, thấy ho khá là nhiều. Bác của Hưng thì hôm nay là có đi đâu làm gì không hôm nay á? Bác trai đi nhà người ta. Thế còn là bác gái? Gái ở nhà. Bác gái thì là ở nhà? Ở nhà, trong nhà cho bò ăn nữa. Trong đấy là làm việc ở nhà đúng không? Vâng. Thế còn như Hưng thì bây giờ hiện tại nhà mình thì có việc gì để làm không? Không. Nhà mình là không có việc gì để làm à? Vâng. Thế nhà mình không có việc gì để làm ấy, thì là mình thường đi làm những cái gì? Đi lấy củi. Đi lấy củi. Vâng. Nếu mà lúc nào thì rảnh thì em đi nhặt ve chai. Thế còn đi lấy củi như này thì đem về nhà để dùng hay là đem đi bán? Có, nếu mà củi to thì đi bán, củi bé thì về để dùng. Về để dùng hay không? Về để dùng ấy thì chỉ có việc là chỉ có là nấu cơm thôi các bác ạ. Nấu cơm với lại đun nước thôi. Thế còn và những công việc mà em đi làm, lấy củi đem đi bán này, nhặt ve chai này, xong mà đi lấy tổ ong về để mà đem đi bán nữa. Thế vâng. Đợt này thì có đi lấy được ong không? Em không ạ. Không à? Vâng. Đợt này thì có vẻ như là em Hưng không có để mà đi xa được lắm cô bác. Nếu mà đi lấy tổ ong thì hay đi vào chỗ nào để lấy nhất? Em đi sang bên rừng kia. Sang rừng kia ở bên vâng. Kia là có rừng to à? Vâng. À. Thế lần sau anh xuống thì anh sẽ xuống để mua gạo cho Hưng. Tại hôm nọ thì cũng được là bác Kim Hoàng là gửi cho cháu Lực thêm là 500.000 nữa. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cháu Lực chưa mua kịp ấy cô bác. Còn có các bác là còn mua cho em Hưng. Cho nên là cháu Lực sẽ từ từ mua. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với lại bác Kim Hoàng rồi. Đấy, thì sợ rằng là khi mà các bác, cháu Lực không có nói lên kênh ấy. Thì sợ rằng là khi mà các bác gửi tiền cho cháu Lực rằng là nói là gửi lâu rồi mà tại sao lại chưa có thấy mua đấy.
Đấy, ở đây thì nhà của Hưng thì hiện tại là những cái thực phẩm là mắm muối mì chính là còn là chưa thấy hết. Đấy, nhưng mà đến hôm nay thì tôi được xuống thấy là em ấy ở nhà là có kẻ trộm về là trộm gạo với lại trộm mà nệm đi nữa. Cho nên là lần sau cháu được xuống thì cháu được xé mua gạo cho em Hưng sau vậy. Thế quần áo hôm nọ thì có bị mất không quần áo ấy? Có, mấy mất mấy cái. Mất mấy cái à? Vâng. Mất áo mới là áo cũ? Ừ, áo mới. Mất áo mới á? Vâng. Áo mới hôm nọ là anh mua cho đúng không? Vâng. Đấy, có vẻ như là vào trong ngôi nhà thì sau khi mà ở trường hợp này thì không có thể mà nói trước được điều gì các bác. Phải nói là hầu như là đi vào cái hoàn cảnh nào thì cũng đều xảy ra những cái trường hợp đấy cả. Tại vì là khi mà cháu được chia sẻ lên trên kênh đấy thì có thể rằng là có người xấu người ta có thể là có người xấu người ta nhìn thấy những thức phim mà cháu được đăng tải lên là được các bác là cho thứ này cho thứ nọ, là biết là gia đình mình có cái gì rồi, và người ta chỉ còn rình mò thôi là giờ nào mà mình không ở nhà nên thì là người ta về trộm mất rồi. Đấy, có nếu mà bây giờ quần áo ấy thì còn một chút ấy thì là có thể là đem sang nhà bác thì mà cất đi. Vâng. Lúc nào mặc thì đem sang ra nhà mình nhà mặc sau. Vâng. Nhá, đồ nào mà cho nhà bác cất được thì mình cất đi nhá. Vâng. Đấy. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Còn bây giờ thì cũng phải nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.